Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video này chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào tỷ phối. Bài tập như trên màn hình. Trầm hương là một loại gỗ quý hiếm, có mùi hương đặc trưng và được ưa chuộng trong nghệ thuật tạo mùi và trong y học cổ truyền. Trong một số nền văn hóa, trầm hương cũng được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo và các nghi thức truyền thống. Agarwoodol là một trong những thành phần chính góp phần tạo ra mùi hương ấm áp, huyền bí, sang trọng và sâu lắng của trầm hương. Kết quả phân tích nguyên tố cho biết, trong agarwoodol chứa 81,08% carbon, 11,71% hydrogen, còn lại là oxygen. Tỷ khối của agarwoodol so với khí methane là 13,875. Hãy xác định công thức phân tử của agarwoodol. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết, phương pháp xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào tỷ khối. Video này nằm trong chuyên đề Đại cương về hóa học hữu cơ hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết, phương pháp giải các dạng bài tập. Đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho hợp chất agarwoodol có thành phần nguyên tố bao gồm C, H và O. Trong đó C chiếm 81,08%, H chiếm 11,71%,